Thưa quý vị, sau sự cố sụt tấm bê tông gây thủng mặt cầu Long Biên mà chúng tôi đã thông tin, thì đến nay đơn vị quản lý đã bổ sung thêm biển báo và giải phân cách tại lối lên cầu để ngăn xe ba gác di chuyển. Tuy nhiên, những con lươn này lại trở thành vật cản án ngữ giữa lối đi vốn đã chật hẹp và càng gây thêm cảnh ùn tắc vào giờ cao điểm. Ghi nhận của nhóm phóng viên. Giờ 7:30 sáng, khung giờ cao điểm giao thông tại lối lên cầu Long Biên hướng đi về phía trung tâm thành phố Hà Nội. Hàng nghìn phương tiện xe máy chen lấn nhích từng cm. Ai cũng muốn nhanh thêm một chút để không trễ giờ làm. Tất nhiên là nó sẽ bị hạn chế đi rồi, nên sẽ bị chậm cái giờ làm việc một chút thôi. Nó sẽ so ngày xưa. Em thấy là nó gây cản trở giao thông, nhất là buổi sáng thì bình thường cái tầm này ấy, là kể không có cái này thì nó đã rất là đông rồi. Không, nếu mà có cái vật cản giữa đường nữa thì nó sẽ càng làm cho cái việc giao thông càng khó khăn hơn. Lượng thoát các phương tiện, lượng thoát thì nó chậm hơn so với đợt chưa lắp các cái giải đấy này. Theo mình em là không hợp lý. Và vướng trong giờ cao điểm này lượng xe nó cũng đông quá, đi lại hai cái đời điểm đầu này nó dồn xe. Việc cầu Long Biên xuống cấp nên hạn chế các phương tiện tải trọng lớn, cồng kềnh như xe máy thổ hàng, xe ba gác là đương nhiên. Các biển cấm đã được các lực lượng chức năng cắm ở hai phía đầu cầu. Nhưng chính con lươn được lắp thêm đã cản trở lối lên cầu, khiến tình trạng giao thông thêm ùn tắc. Nó có những nhiều lúc nó bức xúc mà nó ách tắc. Tôi thấy nó cũng không bình thường thế nào cả. Tất nhiên là cái chuyện mà lắp thêm con lươn là có tạo ra ùn tắc. Nhiều người cho rằng trách nhiệm kiểm tra và xử phạt xe ba gác chở hàng lưu thông qua cầu là của lực lượng chức năng, không vì lý do thiếu nhân lực mà làm thêm giải pháp thủ công, khiến lối dẫn lên cầu càng trở nên chật hẹp, khó di chuyển. Đã là biển cấm rồi thì đối với cơ quan chức năng thì là phải đã cấm rồi thì hai đầu cầu là cơ quan chức năng của hai quận thì đang phải xử lý các cái phương tiện đấy thôi, chứ còn để mà ấy cái này khác gì như là mình cản trở giao thông. Mà nếu như giả sử mà nếu mà đã cấm không đi thì tốt nhất là cấm hẳn, mà không thì phải dỡ bỏ để cho người đỡ ách tắc giao thông. Việc lên phương án cải tạo sửa chữa là trách nhiệm của các cơ quan chức năng. Kiểm soát các phương tiện được phép đi qua cầu là trách nhiệm của đơn vị quản lý cầu, thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông. Những giải pháp tình thế bằng con lươn ngăn xe ba gác sẽ chỉ khiến giao thông thêm ùn tắc và thêm phần bức xúc khi cái khó luôn bị đẩy về phía người dân.